Nội dung chính thứ hai là vậy thì trong trường hợp doanh nghiệp có ít thông tin thì doanh nghiệp sẽ phải làm gì ạ? Để quyết định trong trường hợp và doanh nghiệp có ít thông tin nhưng mà chúng ta vẫn phải bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kiến thức và cái mức độ tự chịu trách nhiệm của mình để đưa ra quyết định, mà công cụ chủ yếu là các mô hình dự đoán thống kê quen thuộc, ví dụ như là ma trận BCG. BCG là gì ạ? Boston Consulting Group. Đó là phương pháp, chúng ta sẽ biết rằng là BCG là một phương pháp lựa chọn giải pháp cạnh tranh do nhóm Boston Consulting Group đề xướng vào năm 1960, đưa ra những tình huống thị trường sản phẩm. Nghiên cứu có một nhóm lớn, một các doanh nghiệp lớn hay một nhóm doanh nghiệp lớn, người bán đang chiếm lĩnh thị trường và thị trường đang có chiều phát triển. Khả năng mua còn rất lớn và khách hàng tiềm năng còn nhiều. Ma trận BCG sẽ được biểu diễn trên một hệ tọa độ. Chúng ta tưởng tượng như là có một trục tung và trục hoành, là một trục thẳng đứng và một trục nằm ngang. Chúng ta sẽ thấy rằng là lựa chọn so với phần thị trường của nhóm lớn chiếm lĩnh thị trường. Ma trận bao gồm hai dòng, hai cột và chia thành bốn ô lớn, tương đương với bốn chiến lược cạnh tranh mà doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở vùng 1 người ta sẽ gọi nó là question mark, tức là dấu hỏi. Ở vùng 2 sẽ là star, ngôi sao. Ở vùng 3 là cox, con mực, bò sữa. Và ở vùng 4 là dog, có nghĩa là con chó. Vậy thì ở trong vùng 1 thì chúng ta thấy là chi phí thấp chỉ bằng 10% thị phần của nhóm chiếm lĩnh. Như chúng ta thấy, chúng ta hãy nhìn vào slide, chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta chọn chiến lược cạnh tranh, nếu ở vùng 1 là question mark thì chúng ta thấy là thị phần tương ứng thì rất thấp nhưng mà thị trường tăng trưởng rất là cao. Vậy thì trong cái khi chúng ta chọn chiến lược cạnh tranh này với cái trường hợp phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và yếu, tức là thị phần tương ứng của chúng ta chỉ chiếm thấp nhưng mà cái thị trường sẽ giúp chúng ta tăng trưởng rất là cao, vậy chúng ta có thể lựa chọn ở vùng này. Thứ hai là khi chúng ta lựa chọn vào vùng ngôi sao, mời chúng ta nhìn vào sơ đồ thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị phần tương ứng rất là cao cũng như là thị trường tăng trưởng rất là cao. Vậy thì cái xu thế tốc độ tăng trưởng cao này sẽ giúp cho cái khả năng thắng lợi cao, và để thực hiện được cái vùng này thì doanh nghiệp cần phải có một nguồn lực hết sức to lớn, và điều này thì cũng không dễ thực hiện lắm trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, bởi vì khi chúng ta dành nguồn lực tài chính, nhân lực cũng như vật lực thì chúng ta vẫn phải chịu một cái sự rủi ro nhất định. Khi chúng ta lựa chọn vào vùng 3 là con bò sữa thì chúng ta thấy là tương ứng với mức tăng tăng trưởng thị trường không lớn nhưng có mức đầu tư lớn, thị phần gấp 10 lần. Ta thấy mức tăng của thị trường không lớn nhưng mức tăng trưởng của thị trường thì không lớn nhưng thị phần sẽ tương ứng tương đối cao, và từ đó ta thấy là mức lãi thu nhỏ nhưng mà chúng ta sẽ thấy có sự an toàn và bền vững nếu ta lựa chọn chiến lược vào vùng 3 là con bò sữa. Và cuối cùng là chiến lược cạnh tranh chọn vào vùng 4 là vùng dog, thì chúng ta thấy rằng là tương đương với cả thị trường tăng trưởng chậm nhưng mức đầu tư sẽ nhỏ lại và khả năng thu lãi quá nhỏ, mức độ tồn tại sẽ rất khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy căn cứ khi chúng ta lựa chọn chiến lược ở vùng nào, chúng ta hãy căn cứ vào là thứ nhất là chúng ta thấy cái thị trường tăng trưởng có cao hay không, và tương tự như vậy, tương tự với mức độ tăng trưởng của thị trường, chúng ta có được cái mức lãi và mức đầu tư lớn gấp bao nhiêu lần và chúng ta có đủ cái nguồn lực để chúng ta theo đuổi hay không, thì chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn được cái chiến lược tương ứng với điều kiện hoàn cảnh hiện tại của mỗi doanh nghiệp.